Sáng nay ngày 18 tháng 11, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự buổi lễ có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm học 2021-2022 của Đại học Đà Nẵng là quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa bảo đảm phòng chống COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với phương châm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, bảo đảm phát triển bền vững. Thưa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng, Vinsay Phamachan trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đại học Đà Nẵng vì những thành tích xuất sắc, cống hiến quan trọng cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các địa phương của Lào, góp phần tăng cường hợp tác nền giáo dục Việt Nam-Lào. Dịp này, một cá nhân thuộc Đại học Đà Nẵng vinh dự nhận bằng khen chiến sĩ thi đua toàn quốc, 12 tập thể nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tập thể nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021.